Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung sau đây. 52 huyện, hơn 1.000 xã trên cả nước sẽ phải sắp xếp, sáp nhập. Các địa phương nỗ lực nâng cao chỉ số PAPI vì sự hài lòng của người dân. Sau đây là nội dung chuyên mục. Chính phủ đề xuất hỗ trợ một lần cho các địa phương với định mức 20 tỷ đồng một huyện và 500 triệu đồng một xã sau khi sáp nhập. Theo dự thảo nghị quyết, giai đoạn 2023-2030, các địa phương sẽ tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Mục tiêu đến năm 2025, cả nước hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định. Những đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định. Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định cũng nằm trong diện sắp xếp. Đến năm 2030, Chính phủ cho biết sẽ hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định. Với những đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định, đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định cũng thuộc diện phải hoàn thành sắp xếp. Nhằm phát hiện kịp thời những hạn chế và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, hàng năm Sở Nội vụ đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính đối với các đơn vị cấp sở và cấp huyện. Qua giám sát, đoàn đã chỉ ra nhiều hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính ở các đơn vị, địa phương, đó là nhận thức của một bộ phận người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa cao nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, việc ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ còn hình thức. Vẫn còn tình trạng thu thêm giấy tờ không nằm trong thành phần hồ sơ, thu thừa hồ sơ so với quy định, sổ nhận và trả kết quả ghi không đầy đủ. Hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu đồng bộ, mức độ liên thông yếu. Hầu hết cổng dịch vụ công của các địa phương chưa được phát huy hiệu quả, thông tin chưa được cập nhật, bổ sung kịp thời. Đường truyền có lúc chưa thông suốt, ảnh hưởng đến việc truy cập của tổ chức công dân. Đặc biệt, kỹ năng tác nghiệp trên phần mềm của một bộ phận công chức cấp xã còn yếu, chưa phát hiện được cái sai sót trong thành phần hồ sơ. Sau giám sát, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện đúng công tác cải cách hành chính, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, tồn tại theo đúng thời gian quy định. Trong hiện đại hóa nền hành chính, các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò trụ cột của chính quyền điện tử đã được đầu tư xây dựng. Trục tích hợp liên thông văn bản của Thanh Hóa đã kết nối liên thông với hệ thống quốc gia, phục vụ gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp từ trung ương đến cấp xã, phường. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp được Thanh Hóa thúc đẩy mạnh mẽ. Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa, điện tử cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn đã công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, Thanh Hóa là một trong 8 bộ ngành địa phương đầu tiên của cả nước kết nối, tích hợp cổng dịch vụ công của tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia, đang cung cấp 2.079 thủ tục hành chính, trong đó có 831 thủ tục hành chính cấp độ 3 và 4. Phục vụ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian và công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Thanh Hóa cũng là địa phương nằm trong top đầu cả nước triển khai hiệu quả xử lý văn bản trên môi trường điện tử và chữ ký số. Mỗi năm tiết kiệm gần 63 tỷ đồng chi phí hành chính của các cơ quan nhà nước. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Thanh Hóa thuộc diện lớn nhất trong cả nước với 348 điểm cầu tại các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành, xã, phường, thị trấn, góp phần triển khai nhiệm vụ nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm chi phí cho các cuộc họp và rất phù hợp trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh thiên tai. Theo kết quả công bố năm 2022, Thanh Hóa xếp thứ 3 cả nước về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh với 46,015 điểm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Thanh Hóa giữ vững vị trí thứ 3 cả nước về chỉ số PAPI.
Trong đó, Thanh Hóa có chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở tăng từ 5,85 điểm năm 2021 lên 6,10 điểm năm 2022, nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Điều này khẳng định sự nỗ lực nhất quán trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân. Chỉ số PAPI đóng vai trò như một tấm gương, phản ánh được đánh giá của người dân từ bên ngoài khu vực nhà nước về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của chính quyền, để tỉnh soi chiếu về hiệu quả công tác điều hành và cung ứng dịch vụ công trong năm qua. Đa số người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại các đơn vị địa phương đều rất hài lòng với tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức viên chức. Ngoài ra, tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công dân cũng được các đơn vị địa phương bố trí sắp xếp hợp lý, thuận tiện cho việc đi lại giao dịch hành chính của người dân. Tại các khu vực này, các đơn vị đã dành nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng khang trang với các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố đã niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân, cập nhật vào bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tôi thi thoảng cũng đến đây đi làm thủ tục về sổ đỏ, thì thấy các anh chị trong các cái phòng ban đây thì cũng hỗ trợ rất nhiệt tình. Về ví dụ như mà tôi có những cái khúc mắc chưa có thể giải đáp được thì các anh chị bên tài nguyên môi trường thì cũng hỗ trợ rất là nhiệt tình về thủ tục pháp lý. Còn về thời gian chờ ra sổ thì tôi thấy nó cũng đúng hẹn. Tôi cũng có nhiều dịp đến đây để làm các thủ tục hành chính, chủ yếu là về thủ tục về đất đai ạ. Thì tôi thấy là các cán bộ ở đây tư vấn cũng rất là nhiệt tình và hướng dẫn rất là cụ thể. Thời gian giải quyết thủ tục thì tương đối là nhanh. Để tiếp tục duy trì và nâng cao chỉ số PAPI, nhất là các chỉ số nằm trong nhóm cao của cả nước như chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở, hiện nay các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Trọng tâm là cải cách hành chính theo hướng rà soát, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Để nâng cao cái chất lượng hiệu quả thực hiện cái công tác cải cách hành chính, rồi đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để nhằm thực hiện có hiệu quả các cái mục tiêu kế hoạch đã đề ra, Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường cái sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tập trung chỉ đạo quyết liệt để dành cái ưu tiên các cái nguồn lực cho việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Nâng cao cái trách nhiệm vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc lựa chọn rồi bố trí cán bộ công chức để thực hiện công tác cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2025 thì có 70% và đến năm 2030 thì có 100% các cái mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên địa bàn của huyện để đạt chuẩn. Chúng tôi thành lập các đoàn kiểm tra để giám sát cái việc mà giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, phối hợp với lại ban dân vận huyện ủy thành lập cái mô hình, xây dựng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, để qua đó để giải quyết các thủ tục cho nhân dân và đặc biệt là các thủ tục hành chính được giải quyết một cách nhanh gọn, đúng quy định. Những thủ tục hành chính nào mà để chậm trễ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn phải chính thức xin lỗi nhân dân bằng thư, và các cái hoạt động khác ví dụ như là có những cái việc hiếu, việc hỷ thì có thư chia buồn. Những việc vui thì có thư chúc mừng. Bằng việc gia tăng các giải pháp, các cấp chính quyền, ngành chức năng hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy để người dân tin tưởng hơn vào chính quyền, cảm nhận được quyền lợi chính đáng của mình được đảm bảo, giúp giải phóng tiềm năng của từng cá nhân. Từ đó đóng góp tích cực, tạo xung lực mới để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục giữ vững và đưa ra mục tiêu phấn đấu mới cao hơn nữa cho năm 2023 và những năm tiếp theo. Chuyên mục cải cách hành chính hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.